các trường hợp nhìn thấy rồng trong những thế kỷ trước. Rồng là biểu tượng vật linh trong tín ngưỡng văn hóa dân gian Việt Nam và Trung Hoa. Vậy rồng có thực sự tồn tại hay không? Dưới đây là các trường hợp nhìn thấy rồng trong những thế kỷ trước. Rồng xuất hiện ở Vân Nam vào thời nhà Minh. Theo ký sự về Thiên Triều Lâm An, năm Sùng Trinh thứ 4 năm 1631, một con rồng lớn đã được nhìn thấy trên hồ Kỳ Long, phía đông nam huyện Thạch Bình, tỉnh Vân Nam. Bản ghi chép đã viết, râu, chân và vảy của con rồng nổi trên mặt nước và con rồng dài khoảng vài chục mét. Con rồng này có thể đã xuất hiện nhiều hơn một lần ở núi Long Sơn và hồ Kỳ Long, do đó điều này giải thích cho việc đặt tên cho những địa danh này. Rồng rớt từ trên trời xuống hạ lưu sông Luân Hà thời nhà Thanh. Biên sử về Thiên Triều Vĩnh Bình chép rằng, vào mùa hè năm Đạo Quang thứ 19 năm 1839, một con rồng đã rớt từ trên trời xuống vùng hạ lưu sông Luân Hà ở huyện Lao Đình. Con rồng nằm quay đơ, ruồi bọ vây quanh. Người dân địa phương làm một cái mái che để bảo vệ nó khỏi nắng và phun nước lên người nó. 3 ngày sau một đêm giông bão, con rồng đã bay đi. Xác rồng nằm trên bờ sông Tùng Hòa. Vào tháng 8 năm 1944, hàng trăm người từ làng Chen Gia Oan Di, huyện Phủ Du, phía bắc của sông Tùng Hòa đã vây quanh một con vật màu đen nằm trên bờ sông. Yên Đai Ơn Oan, một nhân chứng, kể lại rằng con vật dài chừng 7 mét và trông giống một con thằn lằn. Mặt của nó giống hệt như mặt của con rồng được vẽ trong các bức tranh cổ, với 7 hoặc 8 cái râu dày và cứng. Thân trên có đường kính khoảng 0,3 mét. 4 cái chân của nó bị lún sâu vào cát. Lớp vảy như vảy cá sấu phủ đầy thân. 2 con rồng từ trên trời rơi xuống Hắc Sơn Tử. Vào ngày mùng 4 tháng 8 năm 2000, một trận mưa như chút nước xuống làng Hắc Sơn Tử, Trung Quốc, và sau đó ngôi làng được bao phủ bởi một làn hơi nước. Đột nhiên, những đám mây dày từ bầu trời xà xuống và cuộn dọc trên mặt đất. Người dân trong làng vô cùng hoảng sợ trước loại thời tiết kỳ lạ chưa từng xảy ra trước đó. Họ ở yên trong nhà và đóng kín tất cả cửa ra vào và cửa sổ. Có một chàng trai trẻ đã bước ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Khi tới ngoài rìa làng, anh ta kinh ngạc trước cảnh tượng hai con vật có sừng, vảy, chân và đuôi giống hệt với loài rồng trong các bức tranh truyền thống, ngoại trừ râu của nó ngắn hơn, một con màu đen và một con màu trắng, nằm trên mặt đất. Anh ta ngay sau đó quay đầu chạy nhanh về làng và la lên, đi xem rồng bà con ơi, đi xem những con rồng từ trên trời rơi xuống. Tin tức nhanh chóng lan rộng khắp vùng. Cảnh sát, các quan chức, các vị học giả đều đến ngôi làng Hắc Sơn Tử để điều tra. Cảnh sát bắt đầu giải tán đám đông, để lại một vài người canh chừng hai con rồng. Sau đó, một trận gió mạnh cuốn những đám mây đen cuộn lên cuộn xuống. Khi nó đi qua, con rồng màu trắng đã biến mất trước mắt mấy người bảo vệ. Các quan chức không thể giải thích sự biến mất đó, và họ đều thấy chán nản về con rồng màu đen vẫn nằm ở trên mặt đất. Một nông dân nói, tôi từng nghe điều tương tự thế này đã xảy ra nhiều năm trước, và người ta tưới nước cho con rồng để cho nó về nhà. Ông đã sai một vài người trẻ tuổi trong làng lấy chiếu và dựng một mái che cho con vật đó. Rồi họ chở nước bằng xe cút kít, phun nước lên chiếu để nước có thể chảy xuống lưng nó. Cho đến tháng 12 năm 2000, con vật vẫn còn sống. Rồng xuất hiện trong chùm sáng kỳ lạ ở Cát Lâm. Vào 6 giờ chiều ngày 18 tháng 9 năm 2000, ở thành phố Vũ Tùng, tỉnh Cát Lâm, một chùm ánh sáng kỳ lạ đã phóng ra từ vùng trời phía tây bắc của thành phố, và nó trở nên sáng hơn và nhiều màu sắc. Sau đó, một sinh vật trông giống rồng đã xuất hiện, với miệng, râu, chân và vảy của nó đều có thể được nhìn thấy rõ ràng. Con rồng hiện hình khoảng 20 phút. Cuối cùng, ánh sáng mờ dần thành đỏ thẫm trước khi nó từ từ biến mất. Trường hợp này tương tự như trong ký sự về Thiên Triều Gia Tĩnh, vào tháng 9 năm 1588, một con rồng trắng đã được phát hiện trên hồ Bình thuộc huyện Bình Hồ, tỉnh Chiết Giang. Nó đã bay lượn trên mặt hồ, chiếu sáng một nửa bầu trời với ánh sáng đỏ. Người chứng kiến là Sen Mao Giao, một vị quan chép sử cho triều đình, đã nhìn thấy một vị thần với trang phục màu tím và một vương miện bằng vàng, cao hơn 30 mét, đứng giữa những cái sừng của con rồng. Vị thần này cầm một vật có hình cây kiếm, một quả cầu ánh sáng to cỡ một cái đấu, một dụng cụ đo lường hình thang ở Trung Quốc xuất hiện bên dưới đầu của con rồng. Qua những câu chuyện trên sẽ có nhiều người không còn nghĩ rằng rồng chỉ là những điều tưởng tượng trong thế giới tâm linh, mà chúng thực sự hiện hữu vật chất, đồng thời cũng có những người không tin. Vậy còn bạn thì sao? Hãy bình luận ngay bên dưới bài viết để chia sẻ suy nghĩ của mình nhé! Nguồn: Tinh Hoa. Ha ha ha, 问什么的说